Chào bạn, lại là mình đây. Đợt vừa rồi thì phải thừa nhận một điều rằng mình hơi bị ưu ái các anh em con trai quá, làm rất là nhiều video nước hoa nam mà bỏ quên mất các chị em phụ nữ. Và mấy hôm vừa rồi thì có rất nhiều chị em nhắn tin hỏi mình nhờ tư vấn nước hoa, đồng thời cũng không quên nhắc nhở rằng anh ơi, anh chăm làm video nữ lên, anh không có video nữ em không biết tham khảo ở đâu cả. Thì mình sẽ rút kinh nghiệm và sẽ chăm chỉ ra thêm nhiều video cho các chị em hơn nữa nha. Và thông thường khi mà chọn nước hoa thì chúng ta sẽ có hai cái nhu cầu cơ bản nhất, đó là nước hoa để đi làm và nước hoa để đi chơi, đúng không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các chị em 5 chai nước hoa rất phù hợp để mọi người có thể đi làm, hay là các bạn học sinh sinh viên cũng có thể tham khảo để chọn nước hoa để đi học nha. Thì tiêu chí nước hoa văn phòng của mình nó rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần một mùi hương sạch sẽ, dễ chịu, dễ dùng. Và đặc biệt là với các chị em phụ nữ thì luôn có một đặc quyền là dùng những cái mùi hương nó hơi ngọt một chút thôi vẫn cứ là ok, nhưng mà tất nhiên hạn chế những mùi nó siêu ngọt kiểu như là Scandal đấy nha. Và không để mất thời gian của mọi người hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với top 5 ngày hôm nay nha. Here we go. Afnan thì khá là nổi tiếng ở Việt Nam bên mảng nước hoa nam, với một chai nước hoa mình nghĩ là rất nhiều người biết tới, đó chính là Supremacy. Một chai nước hoa mình đánh giá là một phiên bản clone khá là ổn của Creed Aventus. Tuy nhiên thì ngoài Supremacy ra thì mình từ trước đến giờ chưa từng đánh giá cao những chai nước hoa khác của nhà nước hoa này, bởi vì những chai nước hoa còn lại nó sẽ như thế này và như thế này. Một cái phong cách nhìn nó rất là Dubai luôn, đúng không? Và lần này với 9AM thì Afnan đã làm mình thật sự bất ngờ vì cái cách làm mùi nó quá mượt. Và tương tự với Supremacy thì đây là một mùi hương rất phù hợp với khí hậu Việt Nam, chứ không hề bị nồng hay là bị khó chịu đâu. Điều đầu tiên phải khen cho chai nước hoa này đó là một cái thiết kế màu vàng trông rất là xinh, nữ tính, tối giản. Còn về mùi hương thì sao? Đợi mình chút. Yes. Khi mà mới xịt ra thì 9AM nó sẽ toàn là citrus với hương quýt, hương cam và hương chanh. Hợp hương này nó hiện lên một cách tươi giói, sáng, ngọt nhẹ, vừa phải. Thêm vào đó là một chút vị ngọt tự nhiên của táo xanh nữa, khiến cho mùi hương càng trở nên nịnh mũi. Sau khoảng độ 10 phút thì chúng ta bắt đầu thấy mùi hương hoa nó xuất hiện. Hoa ở đây nó trên một cái nền, một cái base là xạ hương, khiến cho mùi hương trở nên cảm giác nó rất là sạch sẽ, nữ tính và cực kỳ dễ chịu. Với mình thì đây sẽ không phải là một mùi hương theo cái kiểu sexy, quyến rũ, cá tính gì cả, mà nó chỉ đơn giản là một mùi hương dễ dùng, an toàn. Nó dễ dàng khiến cho chúng ta cảm thấy vui tươi, hợp với những bạn trẻ, sinh viên, những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Và tất nhiên, rất phù hợp để đi làm văn phòng rồi. Để cho các bạn dễ hình dung thì đây sẽ là một mùi hương mà chúng ta muốn xịt lên người vào cái lúc mà chúng ta mới thức dậy buổi sáng, cần một nguồn năng lượng tích cực, thì 9AM nó sẽ là một mùi hương như vậy. Và với mức giá chỉ khoảng 1,5 triệu cho chai 100ml thì mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa cực kỳ đáng sở hữu. Và cá nhân mình tin chắc rằng nếu như một mùi hương như thế này mà được đặt trong chai nước hoa của Dior hay là Chanel thì cái giá của nó sẽ rất khác đấy. Chai tiếp theo của ngày hôm nay, Lynn Patrice No. 3 của nhà Dolce & Gabbana. Wow, lại một chai nước hoa khác với một tông mùi mát mẻ, dễ chịu và nhẹ nhàng. Và cái kiểu mùi hương như thế này nó sẽ rất phù hợp dành cho những ai mới bắt đầu sử dụng nước hoa, hay là những người đang tìm một mùi hương nó dễ chịu, nó sạch sẽ để đi làm, thì đây sẽ là một kiểu nước hoa như thế. Ra đời vào năm 2009 cho tới nay thì đây luôn là một chai nước hoa thường xuyên nằm trong tình trạng cháy hàng, nhất là vào mùa hè. Mùi hương của chai nước hoa này chủ yếu sẽ xoay quanh hương trái cây, là sự kết hợp của dưa hấu, kiwi, ổi và đào. Mới xịt ra chúng ta sẽ có một cảm giác nó giống như là mùi hương của một ly sinh tố hoa quả vậy. Và với mùi hương này thì nó sẽ có một cái nét ngọt, và ngọt ở đây là ngọt của trái cây, cho nên nó sẽ không hề bị ngấy hay là bị quá gắt giống như là vị ngọt tới từ caramel, từ đường hay từ sữa. Chính vì thế cho nên kể cả các bạn có dùng chai nước hoa này vào những ngày trời nó hơi nắng nóng một chút thì cũng không sợ là làm người khác cảm thấy khó chịu vì mùi hương của các bạn đâu. Và bởi vì chai nước hoa này mình đã review cho mọi người khá là nhiều rồi thì sẽ tóm gọn lại, đây là một mùi hương sạch sẽ, dễ chịu, dễ ngửi, trẻ trung, rất phù hợp dành cho những bạn nữ cần một cái mùi hương kiểu dễ chịu để đi làm. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ với chai nước hoa này là bởi vì đây là một mùi hương có chủ điểm là trái cây, cho nên nó sẽ tạo ra một cảm giác nó kiểu hơi trẻ trung một chút, thì mình nghĩ rằng nó sẽ đẹp nhất, tuyệt vời nhất nếu như được dùng bởi những bạn nữ mà có cái độ tuổi dưới 25. Còn những chị em nào mà cần một cái mùi hương mà nó trưởng thành hơn một chút hay là già dặn hơn một chút thì mình nghĩ là sẽ không thích mùi hương này đâu. Chai nước hoa tiếp theo đó chính là Burberry London, phiên bản của nữ. Bộ đôi London của nhà Burberry với mình thì từ trước tới giờ đều khá là hay và đáng mua. Nếu như London của nam sẽ là một mùi thuốc lá nhẹ nhàng, dễ chịu, ai cũng có thể sử dụng, thì London của nữ sẽ là một mùi hương với chủ điểm là hoa trắng kèm với cả citrus. Nó tạo một hiệu ứng creamy khá là hay. Và với mình thì mùi hương này nó có gì đó, nó có phần trưởng thành hơn một chút so với cả Dolce & Gabbana No. 3 mình vừa nói ở trên. Ở chai nước hoa này thì chúng ta sẽ có nhân vật chính là hoa nhài,
Hoa nhài ở đây được làm một cách nó khá là vừa vặn, nó không bị làm quá tay cho nên là nó sẽ không lấn át đi những mùi hương của những thành phần khác. Ngoài ra thì nó còn có cả hoa hồng và hoa mẫu đơn làm cho mùi hương trở nên mềm mại và có phần nó hơi phấn phấn một chút. Nhìn chung thì đây là một chai nước hoa mình thấy bị underrated khá nhiều tại Việt Nam, một mùi hương trong phân khúc giá rẻ. Cái giá của nó chỉ chưa tới 2 triệu đồng thôi nhưng chúng ta sẽ có một mùi hương vô cùng phù hợp để mọi người có thể đi làm văn phòng, mang một cái nét nó chuyên nghiệp, lịch sự, rất đáng thử nha. Và chai tinh hoa tiếp theo của ngày hôm nay, YSL Libre, được phát hành vào năm 2019, ra mắt cùng với hình ảnh của nữ ca sĩ Dua Lipa. YSL Libre đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng nước hoa của năm và chen chân đứng top 2 trong số những mùi hương bán chạy nhất tại dịp lễ Giáng sinh ở Anh. Và kể từ đó cho tới nay thì chai nước hoa tới từ nhà YSL vẫn chưa bao giờ hết hot. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây với một gương mặt đại diện mới, Rosie của Blackpink, thì nó lại càng hot hơn nữa. Đúng kiểu là các bạn có thể xem cái quảng cáo này và các bạn nhìn thôi là đã thấy thơm, đã thấy muốn mua rồi đúng không nào? Vậy thì YSL Libre, mùi hương của nó sẽ như thế nào nhỉ? Oh yes, Libre ngửi nó sẽ cho một cảm giác ngọt ngào nhưng mà theo cái vai kiểu tự nhiên, lôi cuốn chứ không hề có cảm giác bị hóa học nha. Ngoài ra nó sẽ mang lại một chút cảm giác mùi phấn tựa như kiểu mùi phấn trang điểm ấy. Khi mà mới xịt ra thì Libre nó sẽ có một cái nét nó kiểu fresh, dễ chịu. Tuy nhiên nó lại chưa có gì nổi bật cả. Nhưng mà chỉ cần đợi từ 5 cho tới 10 phút thôi thì lúc này mùi hương nó sẽ chuyển thành một cái mùi hương nó khá là đẹp. Lúc này thì các bạn sẽ thấy hương hoa nó giống kiểu là đang đua nở trên da ấy, không chỉ đơn thuần là oải hương giống như phần mở đầu mà chúng ta sẽ thấy thêm sự xuất hiện của hoa cam, hoa nhài được bao bọc bởi vanilla. Vanilla ở đây nó được nêm nếm một cách nó rất là vừa phải, nó sẽ không tạo một cảm giác nó bị ngọt quá mà nó sẽ cho một cái mùi hương vừa lôi cuốn, vừa sang trọng lại tinh tế nữa. Và mình có một lời khuyên dành cho các bạn khi mà đi thử chai nước hoa này thì hãy xịt nó ra, đợi khoảng 5 tới 10 phút thì nó sẽ ra cái phần đẹp nhất của chai nước hoa này. Thì nếu như các bạn đang muốn tìm một mùi hương nó ngọt ngào hơn là ba mùi hương mình vừa nói ở trên, nó đủ lôi cuốn nhưng mà không bị ngọt quá, vẫn đủ lịch sự để đi làm, đi học được, thì YSL Libre nó sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Và ngoài ra đây cũng là một chai nước hoa cực kỳ đa dụng. Nếu như với nam chúng ta có Y Eau de Parfum là một chai nước hoa cực kỳ đa dụng đúng không, thì với nữ nó sẽ là YSL Libre. Và chai nước hoa cuối cùng của ngày hôm nay, Chanel Change Old Tender, thì xin phép gọi dân dã là trên hồng nhá, cho nó thuận miệng. Thì với mình để mà nói đây là một chai nước hoa văn phòng dành cho nữ mặt toàn diện nhất từ trước tới giờ. Một mùi hương mà nó có một cái profile mùi rất là đơn giản, không hề cầu kỳ hay phức tạp. Nó có chủ điểm từ lê này, bưởi, hoa nhài, hoa hồng trên một cái bay xạ hương, cho chúng ta một cái mùi hương nó nữ tính, nhẹ nhàng, thanh lịch và phải nói là nó cực kỳ dễ chịu. Và với mình để mà nói Change Old Tender nó sẽ là một chai nước hoa không hề kén tuổi một chút nào cả. Kể cả các bạn là những cô gái 18 đôi mươi hay là những chị tầm 30-40 tuổi thì dùng chai nước hoa này vẫn không sợ bị lạc quẻ. Từ trải nghiệm cá nhân của mình thì đây sẽ là một mùi hương có thể làm vừa lòng bất kỳ ai. Nếu như 10 người thử chai nước hoa này thì mình tin chắc rằng sẽ phải 9-10 người là sẽ thích mùi hương này luôn ấy. Cho nên là đôi khi chính những cái sự đơn giản nó mới tạo ra chúng ta những cái timeless DNA, những mùi hương nịnh mũi số đông không ai có thể chê được cả. Và Change Old Tender nó chính là một mùi hương như vậy. Thì đây là 5 chai nước hoa mà cá nhân mình cho rằng nó rất phù hợp để các chị em có thể sử dụng đi làm văn phòng trong phân khúc giá từ rẻ cho tới tầm trung. Và mình tin chắc rằng bất kỳ chai nước hoa nào trong danh sách ngày hôm nay sẽ đều đáp ứng được nhu cầu dành cho các chị em để đi làm hay là đi học, hay là đơn giản là những ai mới bắt đầu sử dụng nước hoa cần một mùi hương dễ chịu để có thể sử dụng. Thì không biết là các chị em nhà mình thường xuyên chọn mùi hương nào để đi làm hay là đi học thì comment xuống cho mình và những người khác cũng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh có cả chuông bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.